Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và cảng biển nhất tỉnh, lại có nhiều mỏ vật liệu xây dựng nên tình trạng xe quá tải tại thị xã Phú Mỹ phức tạp và khó kiểm soát hơn các địa bàn khác. Thực trạng này nếu không được kiểm soát tốt sẽ tác động xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Do đó, lực lượng chức năng thị xã xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của mình. Chở quá tải chắc chắn là không an toàn, trước hết là hệ thống thắng không nhảy. Đây là điều tối kỵ trong giao thông. Thế nên đối với những tài xế làm việc tại các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tải trọng, tất cả đều có chung tâm trạng khỏe hơn và yên tâm hơn khi không phải chạy quá tải. Trong cảng BTC là lúc nào cũng đủ tải được ra, như 50 kg là quay đầu lại. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tuân thủ quy định về tải trọng. Bằng chứng là xe quá tải vẫn hoạt động lén lút trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Như trường hợp này vừa bị lực lượng chức năng phát hiện là một ví dụ. Tổ tuần tra tiến hành cân trọng tải đối với xe ô tô biển số 72C06646. Thì qua cân thực tế thì kết quả là xe là chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, được ghi trong chứng nhận đăng ký, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe là thực tế là trên 150%. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản và tạm giữ không một giấy phép lái xe hạng C. Thời gian qua, việc xử phạt xe quá tải trên địa bàn thị xã Phú Mỹ luôn diễn biến nóng. Đáng lo ngại nhất là tình trạng xe rơ móc tự cải tạo, lắp thêm ti ben thủy lực để chở quá tải. Và những doanh nghiệp không chấp hành quy định tải trọng thì luôn tìm nhiều cách để đối phó với lực lượng chức năng. Các chủ xe, lái xe hoạt động coi như là lợi dụng cái thời điểm mà lực lượng cảnh sát giao thông giao ca hoặc là không có thể tuần tra kiểm soát được khép kín địa bàn. Thì đối với những cái trường hợp này thì cảnh sát giao thông của thị xã Phú Mỹ cũng đã thay đổi cái phương pháp tuần tra kiểm soát làm việc. Đặc biệt là sử dụng các cái lực lượng mà hóa trang mật phục để ghi hình, để mà thông báo cho các cái lực lượng công khai và sau đó là chặn dừng và xử lý. Bắt cái xe tại Ben. Quý 1 năm 2023, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện và lập biên bản 179 trường hợp vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm các vi phạm liên quan đến tải trọng, chiều cao, chiều rộng thùng hàng, phủ bạc, chằng buộc không chắc chắn. Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, công tác kiểm soát tải trọng sẽ được Công an thị xã Phú Mỹ duy trì suốt năm 2023.